Sáng nay ngày 20 tháng 3, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn đối với nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực tòa án, kiểm sát. Dự phiên chất vấn có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, tại điểm cầu tỉnh Sơn La. Dự phiên chất vấn có đồng chí Hoàng Thị Đôi, Ủy viên Hội đồng dân tộc, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Vi Đức Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ủy viên Ủy ban xã hội của Quốc hội. Đồng chí Trá A của Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo ban nội chính tỉnh ủy, viện kiểm sát nhân dân tỉnh, tòa án nhân dân tỉnh. Phát biểu khai mạc phiên chất vấn và trả lời chất vấn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh: Trong thời gian qua, mặc dù số lượng các loại vụ án phải thụ lý giải quyết tăng nhiều và có tính chất ngày càng phức tạp, trong khi số lượng biên chế được giao không tăng thêm, chất lượng biên chế còn chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, nỗ lực lớn của cán bộ công chức viên chức tòa án nhân dân, chất lượng hiệu quả công tác xét xử của các tòa án ngày càng được nâng lên, tỷ lệ các bản án quyết định bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan được hạn chế ở mức thấp nhất. Hầu hết các vụ việc được giải quyết trong thời hạn quy định của pháp luật. Bên cạnh kết quả đạt được, hiện nay vẫn còn những tồn tại hạn chế như một số vụ án giải quyết quá thời hạn luật định do nguyên nhân chủ quan, tỷ lệ bản án quyết định hành chính bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan chưa đạt chỉ tiêu quốc hội đề ra. Một số vấn đề cần ban hành quy phạm pháp luật có nội dung chuyên sâu, phức tạp hoặc thực tiễn chưa phát sinh còn chưa kịp thời. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các vị đại biểu Quốc hội trên cơ sở nhìn thẳng vào các hạn chế, tìm ra những giải pháp phù hợp để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác của ngành, trong đó tập trung chất vấn các nhóm vấn đề như giải pháp tiếp tục nâng cao chất lượng xét xử, giải quyết các loại vụ án, nhất là vụ án hành chính, vụ án hình sự về kinh tế, tham nhũng Việc giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm, công tác cán bộ của ngành tòa án, giải pháp nâng cao năng lực trình độ bản lĩnh trách nhiệm của thẩm phán và các công chức ngành tòa án, việc phòng ngừa và xử lý tham nhũng tiêu cực trong nội bộ ngành tòa án, công tác tổng kết thực tiễn xét xử, hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật, phát triển án lệ, việc triển khai thi hành nghị quyết số 33 của Quốc hội về tổ chức phiên tòa trực tuyến, nhất là việc chuẩn bị các điều kiện bảo đảm cho xét xử trực tuyến.